anh em đang đóng những chiếc đẩy gửi các bác Out Center này, đẩy LA này, rồi rất là nhiều đẩy, dòng đẩy sò sắt nữa này. À, đấy, đẩy bãi nhưng mà tiện có những hộp mới em cho vào đây cho nó an toàn. Cứ có bao nhiêu đóng hết, không có thì đóng bằng xốp. Những cặp loa B3, rồi những cặp loa Piller, loa bầu em đang test để đóng tiếp 450C trả các bác rất nhiều. Và thông báo với các bác những sản phẩm đặc sắc và chọn lọc, tuyển chọn hết cỡ, đẹp, không có điểm trừ để trả đơn các bác. Nói là rất là tuyệt vời, Ngọc Hoàng rất vui được các bác trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Các bác ủng hộ em với cái uy tín, trách nhiệm nghề nghiệp. Em luôn luôn lựa chọn những sản phẩm đẹp nhất, chất lượng nhất, hàng tuyển chọn, zin xịn để trả đơn và xây dựng thương hiệu ngày càng vững mạnh, được các bác trên mọi miền Tổ quốc tin yêu. Vâng, xin trân trọng các bác. Em làm một đoạn video ngắn test thử cặp loa V26. Dòng loa là em test rất nhiều rồi. Thôi em cũng tiện đây em làm một đoạn video để cho nó có video trong ngày. Em cũng rất ngại làm video các bác nhá. Đấy, tiện đây thì các bác xem. Rồi thì đây là cặp loa các bác mua ở hãng đây. Đấy, đây này. Đấy, chỉ thêm cái tem này thôi là các bác đương nhiên là các bác cũng phải mất cái tiền học phí. Và với cặp loa này bây giờ các bác mua đâu đó khoảng 20 triệu, bây giờ bán thì chỉ được dưới 10 triệu thôi các bạn. Đấy, giá rất là rẻ các bác, gần như mới, các bác mới mua đấy. Đấy, cho nên các bác nghiên cứu nhá. Hàng bên em bán ví dụ như những cặp loa hàng bãi này, hay những cặp loa hàng hàng các bác mua hãng này. Đấy, thì khi các bác nâng cấp thì em cứ tính bằng tiền hàng bãi. Đấy, vì nó chẳng có cái gì hơn nhau cả, chẳng có cái gì khác nhau cả các bác ạ. Những cặp loa này 20 triệu tại cửa hàng thì các bác muốn mua gấp 3 lần tiền thì các bác sẽ được thêm, các bác sẽ được thêm cái tem này. Đấy, thêm được cái tem đấy là chắc chắn là nó phải gấp hơn 3 lần tiền mới nhá. Đấy, em quan điểm nói gợi ý như vậy để các bác đủ biết về những hàng xịn sò. Đấy, còn đảm bảo các bác nếu những hàng bãi em bán đây nếu không phải hàng xịn, em biếu tặng các bác 5 lần tiền. Xin trân trọng cảm ơn các bác trên mọi miền Tổ quốc.